Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con xin thành kính đảnh lễ các bổn sư ngài là Phật A La Hán kính đảnh chánh thánh chi và ngài hiện độ con thầy chỉ dạy. Bồ tham sa ga nang ga cha mi tham mang sa ga nang ga cha mi sa ga an sa ga nang ga cha mi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2023, tức là ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão, chúng con cùng nhau xin bậc tu tập Phật pháp của Đấng Chư Thiên trên cõi trời với thiên nhiên thiện thần chưa pháp gia hộ, thì chúng con tu tập được nhiều lợi lạc lớn. Tam ma savana kalo ayam bandanta, tam ma savana kalo ayam bandanta, tam ma savana kalo ayam bandanta. Nam mô Phật, xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay chị xin có mặt thì mình sẽ bắt đầu phẩm mới cũng nằm trong tương ương sáu xứ. Thì chị xin có nói cái gì, có giới thiệu cái gì, nếu không thì mời một vị nào đó mở bài lên đọc số 104. Đây là cái phẩm an ổn. Những cái bài này đó thì nói chung quý vị cũng đã được cùng nhau trong nhóm tu tập nhiều lần. Thì đây là những cái phần cũng đúc kết giữa cái này cái kia để nhắc cho nhắc tôi mình có một cái nắm những cái pháp hành của mình. Thì tôi xin nhường lời chị Chuyên Nga dạ. Mời chị ạ. Dạ, xin kính chào anh Tịnh Đức và tất cả bạn hữu trong nhóm. Và hôm nay thì mình học tiếp tục cái bài về cái chương tương ương sáu xứ. Thì bây giờ mình đọc trước xong rồi mình cùng chia sẻ nha. Em không có chia sẻ gì tại Mỹ lần trước thì em bị lộn giờ hoài, thành ra em cũng quên. Chắc tuần sau này mình bên đây bên Mỹ thì chắc hình như bỏ tuần này tuần tới. Thường thường là sau 2 tuần tháng 11. Bữa nay không biết chị xài máy khác hay sao mà cái tiếng âm thanh nó lớn á, nó nghe rõ hơn. Cũng máy đó anh, không biết tại sao nữa. Dạ, bữa nay em quên đụng luôn cái chỗ nào không. Thì mấy cái này nhiều lúc cũng không có rành lắm. Dạ. Ơi, thôi bây giờ quý vị nào mở bài trước đọc bài 104. Rồi Kim Phượng đọc đi Kim Phượng. Dạ. Dạ con cũng đọc bài. Con thành cũng lên lễ đang ngoài hôm đạo con cứ chào với cô chú và các chị trong dân. Con xin đọc cảm an ổn khỏi các khổ ách. Người được 104 người được an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các ông pháp môn đưa đến an ổn khỏi các khổ ách. Pháp môn đúng pháp, hãy lắng nghe. Bà này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn đưa đến an ổn khỏi các khổ ách? Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận biết cả lạc, cả hỷ, cả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Những sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân các ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Để đoạn tận chúng, Như Lai tuyên bố cải ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Có những tiếng, có những hương, có những vị, có những xúc. Này các tỳ kheo, có những pháp do ý nhận biết khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn.
Những pháp ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ca la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, để đoạn tận chúng, Như Lai tuyên bố cái ảnh. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, đây là pháp môn đưa đến an ổn khỏi các khổ ách, là pháp môn đúng pháp. Dạ, con đọc xong 104. Dạ, sa thú. Sa thú. Con nói con sao nó giọng 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 tiếng lại ha. À, cũng nghe được lắm. Dạ. Dạ, mời chị Trưng Nga. Dạ, mời chị. Dạ, bây giờ là mình ôn lại về cái phần mà căng trần thuốc. À, thể hiện như có tiếng vọng lại ha. À, đúng rồi, giống như con nãy á, con cũng nghe vọng lại. Bây giờ Kim Phượng tắt cái mic rồi chị Trưng Nga một mình nói. Dạ. Dạ. Dạ, trong cái pháp môn này Đức Thế Tôn cũng nhắc lại cái sự tiếp xúc của căng trần thức, cái này là rất là quan trọng, tại vì tất cả thế giới tập khởi nó cũng từ đây, mà thế giới đoạn diệt cũng từ đây, những cái phiền não vô ích cũng khởi lên từ đây, và cái sự thoát ly nó hay là sự giải thoát nó cũng là từ đây, từ cái căn trần này. Thì ở đây chúng ta thấy luôn luôn Ngài thường nhắc tới những cái pháp mà nó làm ảnh hưởng đến tâm, cái tâm nó bị dính mắc vào trong đó. Những cái sắc mà nó có tính cách hấp dẫn ở cái tâm, nó đưa tới cái tâm, phải làm cho cái tâm nó bị chú ý tới, tác ý tới, và nó phát huy tất cả những cái trường phược tiếp tục. Thì những cái pháp ấy là qua cái như sắc thấy mắt, thì những cái pháp mà nó làm cho cái tâm cảm thấy là cả lạc, cả hỷ, cả ý, cả ái, nó liên hệ đến dục hấp dẫn. Thì sư Nga cũng có thường chia sẻ là với những cái pháp tham di tế hay là những pháp sân di tế, những cái pháp mà nó gọi là ngủ ngầm hay là nó tiềm ẩn ở trong cái phần mà trong cái gọi là ở trong cái tâm thức mà ở sâu lắng á, thì chúng ta trong cái phần mà pha cái bà đó thì chúng ta không có biết, không có thể thấy được hết, nhưng mà những cái pháp mà nó hiện khởi lên ở trong ý, nó làm cho cái tâm nó bị dính mắc vào những cái pháp ấy, nó đưa tới những cái sự thích thú, nó mong muốn liên hệ tới dục, tức là những liên hệ tới những sự ham muốn thích thú ở trong đó, và nó hấp dẫn, tức là nó có tính cách lôi cuốn. Chính những cái pháp đó thì khi nó khởi lên thì cái tâm mình nó hiện khởi lên, thì những cái pháp đó thì chúng ta thấy dễ biết, từ cái dễ thấy dễ biết đó chúng ta mới thấy được rằng là nó có những cái thế nào là những cái vị ngọt hay là những cái nguy hiểm, và từ đó mới tìm cách cái xuất ly nó đi. Xuất ly nó còn bằng nhiều cách, bằng những cái pháp mà thấy được, hiểu được và thực hành qua cái thực tướng của nó, như vô thường, khổ, vô ngã, hay là quan sát về nó, như là những cái sự sinh diệt của nó. Thì có những cái cách mà nếu mà nó mạnh tác dụng vào tâm thì Đức Phật cũng dạy cho mình những cái cách để đoạn trừ phiền não, những cái 7 cách để đoạn trừ cái phiền não đó, hoặc là 5 cách để không có bị những cái pháp nó lôi cuốn. Thì những cái điều đó mình đã được học qua, và bây giờ chỉ là lúc mình áp dụng nó. Thì khi mà cái tâm không bị dính mắc vào những cái pháp mà do mắt thấy sắc nhận thức, hoặc là tai nghe tiếng, hoặc là mũi ngửi hương, hay là lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và cái ý
tiếp xúc với pháp, thì khi mà thấy được những cái sự nguy hiểm của nó thì cái người tu cần phải gọi là xả ly, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ. Thì trên cái quá trình mà tu tập xả ly, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ thì chúng ta có tùy theo cái những cái lúc, tùy theo những pháp hoặc là tùy theo những cái trình độ căn cơ thì mình từ bỏ. Tại vì khi mà từ bỏ những cái sự mà chấp thủ vào cái pháp nào thì chúng ta sẽ đưa, sẽ có cái sự an lạc lúc đó, là tại vì không có một cái chấp thủ nào mà không có đưa tới cái khổ đau. Tại vì khi có sự chấp thủ là có cái sự gọi là vận hành của nghiệp. Thì khi vận hành của nghiệp đó, tức là cái hữu, thì nó có cái sự sanh khởi của cái ngũ quẩn ở tương lai. Thì khi có cái ngũ quẩn từ tương lai thì nó nối tiếp cái dòng mà gọi là tái sanh luân hồi của cái ý thức, của thức tái sanh. Và nó cứ như vậy tiếp diễn, dù là trong thiện pháp hoặc là trong ác pháp, thì nó cũng đưa trong cái dòng sinh tử luân hồi. Và chỉ có khi nào mà mình xả ly được pháp đó, không dính mắc vào nó, tức là mình tự tại được ở trong cái pháp đó, thì đó mới là lúc mình ngăn ngừa được, chấm dứt được cái dòng sinh tử luân hồi. Thì cái pháp môn mà đi thẳng vào, hoặc là ngắn nhất, hoặc đi thẳng vào, hoặc là duy nhất để mà chấm dứt đó, chính là nhờ cái chánh niệm tỉnh giác. Nhờ cái sự chánh niệm tỉnh giác cho nên nhận ra được lúc nào cái tâm đã bị cuốn lôi theo cái dòng thập nhị nhân duyên, để mà mình thoát nó ra. Thoát nó ra tức là mình dừng nó lại, mình thoát nó ra chứ mình không có bị đắm chìm ở trong đó. Thì ở đây, đây là cái lời nhắc nhở của Đức Phật. Khi mà không có bị những cái pháp ấy nó lôi cuốn, nó chấp thủ vào trong đó, thì không có cái sự tái sanh, không có cái sự sanh khởi ở trong tương lai. Và không có sự sanh khởi trong tương lai thì không có sinh, thì không có tử. Trong quá trình sinh tử thì không có những cái sầu bi khổ u não nữa. Thì như vậy, người đó được gọi là đã dứt khỏi những cái khổ ách. Khổ ách là những cái gì? Cái ách thì xin nhà con có trà có biết là cái ách là cái đeo trong cái cổ á, đeo ở trong người á. Thì cái đó gọi là cái ách á. Thì những cái mà phiền não là giống như là những cái gánh nặng đeo ở trong cái người mình, cái cổ mình. Thì người đó đặt được cái đó xuống, thoát khỏi được cái ách đó. Thì như vậy, đó là cái mà để mà chúng ta tu tập. Thì trong cái cách mà tu tập, mỗi người sẽ tìm được cho mình một cái phương cách nó phù hợp. Ở trong cái gọi là bốn cái dự lưu phần, mà phần nhiều cái người cư sĩ tu tập theo, thì đó là chị ấy củng cố cái niềm tin, một niềm tin đối với lại cái sự giác ngộ của Đức Phật, niềm tin đối với những cái, đối với cái giáo pháp thiết thực hiện tại, đưa tới cái quả hiện tại, nó gọi như là nó vượt thời gian, không có phải chờ đợi gì hết. Phần nhiều người tu hay chờ đợi ở tương lai, để mình tu tập mình chờ đợi mong ở tương lai, mình thoát khỏi phiền não cũng ở tương lai. Nhưng mà thật ra cái phiền não hay là cái sự giải thoát nó cũng nằm ngay trong cái giây phút hiện tại này. Khi nào mà cái tâm nó không bị lôi cuốn theo cái dòng nghiệp lực, theo cái dòng nghiệp lực nó đưa đẩy đi á, thì lúc đó gì đó giải thoát ngay trong lúc đó, hay trong cái khoảnh khắc đó. Thì tùy theo cái sự giải thoát nhiều hay ít, ở lâu hay mau, ở trong những cái pháp mà khi mà căng trần tiếp xúc. Thế còn những cái gì mà nó nổi bật lên á, những cái mà mình thấy rõ trong cái tâm mình nó có khởi lên, thì lúc đó là cái lúc mà để tu tập.
Còn những cái lúc mà cái tâm nó ở trong cái trạng thái xả thì nếu mà không có mình không nhận biết thì đúng là nó nằm ở trong cái sự si, trong cái tâm si. Nhưng mà nếu mình nhận biết thì cái đó là cái tâm xả, đó là cái tâm xả, là một cái tâm nó quân bình về cái thể xác lẫn cái tâm tư. Không phải lúc nào cái tâm mình nó cũng đập vô rồi nó làm việc, đập vô rồi làm việc. Là những người mà cứ đập vô làm việc hoài ấy, vậy là cái tâm nó không có yên được, nó dao động. Có nhiều người nhìn thì nhìn thôi, thật sự là không phải là lúc nào nhìn là cũng bị gọi là lôi cuốn theo đâu. Nếu mà để ý mình biết nó là không có, không phải lúc nào cũng vậy. Tại vì những cái pháp đó nó không có đủ cái lực để mà gọi là khá lạc, khá hỷ, khá ý. Nó không có hấp dẫn, nó không có làm cho mình mong mỏi, mong muốn. Thì nếu mà mình nói là nếu nó đi y tế bên trong á, thì ai đủ khả năng nữa để đi y tế để nhìn thấy những cái sát na mà nó thịnh hành á, thì cái đó đó nó rất là nghĩa là y tế thôi. Mình học theo theo sư Nga thấy học để mình biết là nó vận hành như vậy. Nhưng mà thí dụ chúng một cuốn ngón tay mà tới mấy ngàn mấy mấy triệu cái sự sanh diệt á, thì cái tâm của người mà nhận ra được cái đó là chỉ có bậc A La Hán thôi. Còn cái bậc còn cái người tu tập như mình hay là cái người mà cho tới cái đạo quả thứ nhì á, cũng vẫn còn chưa có nhận ra những cái tham sân mà nó di tế. Mình chỉ có cái những cái mà nó đã trỗi, nó đã hiện khởi lên. Thì đối với một người tu á, thì trong cái người tu như mình thì những cái pháp mà căn bản nhất làm sao vẫn tin được cái tam bảo, tức là vẫn tin được những cái sự giác ngộ, vẫn tin được cái con đường đưa đến sự giác ngộ, thì vẫn tin được cái có tăng chúng, tức là những người thực hành theo con đường đó đều được giác ngộ. Thì không quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nếu mà ai đi đúng con đường đó thì được giác ngộ, thì trong đó có mình. Nếu mình đi đúng con đường đó và mình phải coi lại cái thân khẩu ý, cái đạo đức căn bản, tức là những cái giới hạnh, những cái mà để mình ngăn ngừa những cái nghiệp xấu có cơ hội để trổ quả. Có như có cái giới hạnh là nhờ cái giới đó để cho đưa tới cái tâm an tịnh. Tại vì người có giới hạnh á không có sống trong sợ hãi. Nhưng người mà không có giới hạnh mới sợ hãi, sợ tại vì họ làm những cái việc xấu, việc ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mấy cái đó là đương nhiên là nó ngay hiện tại là ở lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng mà gọi là gặp nhiều cái rắc rối khó khăn. Thành ra nếu mà người mà ra khỏi được những cái đó thì họ có được một cái gọi là cái mảnh đất gọi là an bình trước nhất. Ở trong đó thì khi mà mình được cái sự an bình đó thì cái tâm nó định tĩnh, thành ra cái sự tu tập nó dễ đó. Thì cái giới hạnh là cái điều căn bản, rất là căn bản. Cho nên dầu gì á, trong nhiều trong kinh á, Đức Phật cũng nói là cái người tu tập có quý cái giới hạnh như là cặp mắt của mình vậy. Tại vì nó quan trọng đến mức như vậy. Thì khi mà một người có được quý bốn hoặc gọi là cái giữ lưu phần đó, thì người đó đó sẽ đủ cái khả năng để nhìn thấy những cái sự liên quan của nhân quả. Người đó có đủ khả năng để nhìn thấy được cái sự sinh diệt của các pháp. Từ đó hiểu rõ được cái này có thì cái kia có, cái này không có thì cái kia không có. Thì khi mà hiểu được như vậy đó, cho nên thực hành cái tứ niệm xứ nó cũng dễ lắm. Khi mà mình biết rằng là nhìn lại cái tâm là mình biết thoát xuất ly nó ở trong cái trạng thái mà cái căng thẳng nó đang dính lại với nhau để mà nó sắp sửa, để mà nó đưa ra một cái tiến trình tâm á. Đứng thiền tâm mà trong cái sự mà gọi là ái thủ hữu á, thì gì đó dừng lại đó, được chặt đứt được cái chỗ đó, thì chính nhờ cái sự dừng lại đó. Vì ấy nếu mà một cái mà không sanh khởi thì những cái pháp khác không sanh khởi được. Thì chẳng hạn những cái thọ mà nó khởi lên, thì nếu mà tới cái ái mà nếu mà gì ấy
nhận thức được cái ái chỗ đó, không có để cho nó phát triển ra, thì cái thụ hữu nó cũng không có. Nhưng mà khi mà cái kia nó không có thì những cái khác nó cũng không có. Đó, đó là những cái mà căn bản để mà mình tu tập. Thì ở đây cái bài, những cái tương ứng sáu xứ rất rất là quan trọng. Tại vì mình tu là tu ngay chỗ đó. Chính cái giới hạnh nó cũng nằm ở trong cái sáu xứ á. À, khi mà ông mắt mà thấy sắc á, thì nó ok, nó những cái thô thiển nó khởi lên, nó nằm cũng ở trong cái giới á, chứ không phải là không đâu. Thì trong cái giới đó nó nằm ở trong cái thân, hoặc trong cái khẩu, hoặc trong cái ý. À, cho một cái người tu, thì không có cái mình mà người tu rồi mình biết đó là thường cái tâm á, nó khiến cho cái thân và cái khẩu nó hành động. Còn người mà gọi là giả dối á, ví dụ như cái tâm nghĩ một đàn, cái miệng với cái thân làm một đàn khác á, thì nó là có một cái sự gọi là lừa đảo, thì nó cũng không sớm muộn nó cũng bị lộ ra. Thứ nhất, thứ hai, nó cũng làm cho cái người đó rất là khó chịu, của đó thực hiện mà dối á, lời trá. À, không phải là lời nói dối mà là cái tâm cũng dối đó. Thì cái đó là cái tệ nhất. Còn nhưng mà cái thường cái thân với cái khẩu á, nó đi cùng với lại nó được biểu hiện qua cái tâm. Vì vậy cho nên khi mà cái tâm mình mà trong sạch thì cái thân khẩu mình nó cũng chân chánh đó. Thì đối với Xuân Nga thì Xuân Nga chia sẻ ở điểm là khi mình tu là Xuân Nga thường hay để ý tới, thứ nhất là mỗi ngày nhìn cái thân khẩu ý của mình, và thứ hai nữa là nhìn tới cái năm cái truyền cái, coi cái nào nó nặng, nó ảnh hưởng mình nhiều thì mình tìm cách để đối trị. Nếu mà mình không có đủ khả năng về chánh niệm để mà mình vượt qua thì mình tìm những cái pháp mà gọi là đối trị của nó để tu tập thêm đó. Rồi cái thứ ba đó là khi mà mình thảnh thơi rảnh rang á, thì mình ngồi mình nhìn quán về cái thân, mình nhìn nó về cái thân cũng như cái tâm mình, coi cái lúc này nó đang như thế nào. Thì có lúc thấy nó rất là bình yên, không có nghĩ gì hết đó, thì cái đó là một cái trạng thái xả, nó xả tự nhiên. Thì mình biết, khi mình biết cái xả tự nhiên thì cái lúc đó đó nó không có bị cái si, thì nó không có dướng vào cái si. Thì khi mà không có cái si trong đó đó thì nó cũng không có hành gì thêm trong đó. Tại vì khi mà có pháp này thì mới có cái này khởi lên thì mới có cái kia, còn cái này không khởi thì kia cũng không khởi. Thì đó là cái mà niềm tin của Sư Ngài là như vậy, thì mình chia sẻ. Còn lại là những cái thì nếu mà theo mình thì cái sự tu của người tu á, nó ở ngay người cư sĩ mình á, thì mình thực hành nó như vậy thôi, đơn giản thoải mái như vậy thôi. Còn nếu mà đi sâu vào nữa thì có những bậc thượng căn hơn, họ đi sâu hơn, họ tinh tấn hơn. Nhưng mà mình cũng phải để ý một chút là nhiều lúc mình tinh tấn thái quá, nó dễ sân sân lắm. Thì trong cái ngũ căn á, thì cái người mà tinh tấn quá nó dễ dao động, mà dao động thì dễ sân sân. Thì cái người sân á, thì thốt những cái lời thì mình dễ biếu thôi. Đó. Thì nếu mình trì trệ quá thì nó sinh ra những cái lười biếng. Còn nếu mà mình quá quá mà gọi là tinh tấn á, thì đó nó đưa lên tới sự dao động, thì cái gì nó cũng phải quân bình, quân bình ở giữa cái căn tinh tấn niệm tịnh tuệ. Thì tất cả những cái pháp nó hỗ trợ với nhau. Ra khi mà mình thực hành một pháp á, thì những cái pháp khác, và nếu mình thực hành một pháp thiện là những pháp thiện khác nó hỗ trợ lại. Còn khi mình làm một cái điều bất thiện thì những cái bất thiện khác nó hỗ trợ. Thành ra nó như là nó là cái quẩn, nó đi cà trùng với nhau, chứ nó không phải riêng rẽ một pháp nào. Vì vậy cho nên cái chánh niệm rất là quan trọng.
để mà mình như lý thác ý hướng cái tâm về cái phần nào. Thì qua cái bài pháp này của Đức Thế Tôn dạy thì mình được nghe, thì những cái gì mà Xuân Nga hiểu được hay là làm được chút đỉnh đó thì xin chia sẻ đến với các bạn nha. Thì xin mời anh Tịnh Đức bổ túc thêm và các bạn đóng góp thêm. Dạ, sao Tú, sao chị Nga trình bày đó, quý vị có những cái câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi á, thì tôi chỉ tóm tắt gọn như thế này. Trong cái phẩm này á, thì nó có 10 bài hết thảy, hình như 10 hay 11 bài, 10 bài. Thì những gì chị Sinh Nga nói đó thì nó toàn bộ qua hơn cái 10 cái phần này nữa. Thì nói chung đó, chị Sinh Nga nói không phải cái chi phần của 104. Thì nếu vị nào đã đọc hết nguyên cái phẩm này đó, thì thấy từng tự bài 104 là bài số 1 đầu tiên đó, thì nói về cái an ổn khổ ách. Thì cho khổ ách đó, tức là Đức Phật chỉ nói là các căn trần tiếp xúc với nhau thì phát sinh những cái cảm thọ nào, cả là cả hỷ cả ý cả ái cả ái liên hệ đến dục hấp dẫn thì cần phải được đoạn tận, mà Như Lai đã là người đoạn tận rồi, Như Lai thấy rõ điều đó rất là quan trọng ha. Cái đó là cái sự sanh tử luân hồi, cho nên Thế Tôn chỉ dạy những cái cảm thọ này, con người chúng sanh này của cảm thọ đó là cái ách. Cái ách là cái gì trồng vô cổ, rồi sau đó là mang cái cài hay mang chiếc xe. Có thân là khổ, mang ngũ uẩn là khổ. Cho nên bài kinh này chỉ giới thiệu làm sao đoạn tận những cái cảm thọ này. Thì đó là bài 104. Bây giờ tới một cái bài 105 á, là phần chấp thủ. Thì đây Thế Tôn chấp thủ, thì cái phần chấp thủ như thế nào? Ở trên thì Thế Tôn dạy lý do mình cần làm cái gì. Cái khổ ách muốn được an ổn á, thì phải đoạn trừ tất cả những cái sự xúc chạm gì căng trần phát sinh ra cảm thọ hỷ lạc liên hệ đến dục thì nên đoạn trần. Rồi á, thì tại sao nó như vậy? Tại sao có cái gì mà để đoạn tận? Nó chính là cái liên hệ đến dục. Thì bài 105 á, thì quý vị đọc thì tương tự, rồi nói cái khổ, nói thế giới, nói thắng, nói kiết sử, nói chấp thủ. Thì mình sẽ thấy được là những cái chi tiết này nó có cái sự tương tự. Thì ở đây á, mình thấy cái quan trọng thứ nhất là liên hệ tất cả những cái cảm thọ về tới dục. Thì nó có dục là con người sống ở có dục, con người sống đang thụ hưởng dục. Mà chính cái dục này đưa đến cái ái, chính cái ái này có sinh tử luân hồi trong ba cõi. Thì Thế Tôn dạy nên đoạn tận. Thì bây giờ mình tìm hiểu tại sao mình không muốn đoạn tận, tại sao mình không biết, hay là mình muốn đoạn tận. Thì đoạn tận cái gì? Lý do gì? Thì bài kinh 105 này đó, thì tôi mời vị nào đọc tiếp bài 105. Mời quý vị, Kim Phượng đọc tiếp nữa được không Kim Phượng? Dạ. Mời đọc 105. Đọc tiếp 105, phần 2 chấp thủ. Này các tỳ kheo, do có mặt cái gì, do chấp thủ cái gì, khởi lên nội lạc, nội khổ. Và Thế Tôn đối với chúng con cái pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Này các tỳ kheo, do mắt có mặt, do chấp thủ mắt nên khởi lên nội lạc, nội khổ, tai, mũi, lưỡi, thân. Do ý có mặt, do chấp thủ ý nên khởi lên nội lạc, nội khổ. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường
khổ chịu sự biến hoại. Nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên nội khổ, nội lạc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này các tỳ kheo, bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Dạ, con đã đọc xong phần 105. Dạ, sa thú. Dạ. Xin mời chị Sinh chia sẻ phần này. Dạ. Dạ, ở đây phần này thì Thế Tôn dạy cho các đệ tử biết cái cách để mà xả ly, ly tham cái căng thẳng. Thì nói về con mắt, không có chấp thủ con mắt. Thì mình thường mình đọc như vậy thôi, nhưng mà mình ít khi để ý. Nhưng mà con mắt đó, nó cũng dễ dàng thấy lắm. Như thí dụ như bây giờ, đối với hồi xưa mắt còn trẻ, nó to, nó lớn, nó linh động. Bây giờ con mắt nó già thì nó cũng sụp mi, nó xấu xí đi, nó mờ đi. Đó, thì cái đó là một phần mình thấy rõ ràng về cái tuổi già. Còn nếu mà nói về ở tuổi trẻ, đối với cái người ví dụ con mắt nó không đẹp, cũng tìm cách sao làm cho nó đẹp lên. Là thấy người khác cũng mắt to, mắt rõ gì đó thì cũng thấy mình cũng muốn, mình cũng làm sao cho nó sửa sạn lên. Đó thì cái đó là cái cũng là một cái phần về con mắt. Thế là mình một cái thô thiển gì đó mình cũng thấy. Rồi khi mà con mắt như vậy đó, rồi thấy cái sắc thì ai thấy cái sắc đó, có người thích người không thích, không phải mắt nào thấy cái sắc cũng thích hết. Thì đó thì tùy theo cái sự xúc chạm cho cái căn nghiệp của căn nghiệp cũ của người đó thì nó khởi lên cái thích hay không thích. Mình thấy ví dụ như nó đơn giản như vậy, ví dụ như giống như là con mắt của mình nhìn thấy một cái dâu, cái dâu gai đi. Ví dụ mình biết cái dâu gai đó nó có những cái tác dụng tốt, ăn nó ngon. Ví dụ tại mình nên là mình biết là mình không khéo là mình cũng thích, nhưng mà cái người khác họ nhìn vô thấy họ sợ, họ thấy đâu có gì đâu, thấy họ cũng chẳng có bao giờ quan tâm để ý hết. Hoặc là nhiều khi họ còn chán nữa, kiểu họ hái họ cũng hái, ví dụ như vậy đó. Thì không phải là cái sắc nào khởi lên nó cũng làm cho mình thấy có lạc cái hái. À, tùy người, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Ví dụ như một người người con gái mà thấy người con trai, mà thấy người con trai này thì người này thích, nhưng mà cái người kia thì thấy không có thích, không có hấp dẫn gì hết trơn, nhưng mà người này lại thấy thích. Thì cái đó nó do những cái duyên nghiệp. Thì do vậy chúng ta thấy rằng là mình không có chủ quan để nói rằng tất cả nó đều là như vậy. Nhưng mà tùy theo mọi người, nhưng mà lúc nào cũng có những cái hấp dẫn của riêng từng cái cá nhân duyên nghiệp. Cho nên khi mà một cái pháp nó khởi lên mà nó tính cách là nó khởi khá lạc hay nó hấp dẫn, thì chị ấy cần phải quan sát. Ví dụ như quan sát về con mắt thì nếu mà nó như thế nào thì cũng biết là nó là vô thường. Thì trong cái vô thường đó thì đương nhiên nó không có tội ý giống như mình, thì nó không thuộc về mình, thì nó là một cái sự hiện hữu của những cái nhân duyên. Khi mình quan sát gì nó là vô ngã, nó không thuộc mình, nó không phải thuộc về Bồ Tát. Một lúc nào đó nó cũng biến mất, nó cũng bị tàn hoại đi. Thì khi quán như vậy đó thì thấy không có cái gì là của mình đáng để cho mình chấp thủ. Thì khi mà mình không có chấp thủ về con mắt thì mình sẽ nhàm chán nó, ly tham nó, không có cái mong mỏi gì về nó hết. Thì trong cái sự mà ly tham đó là mình thấy là mình không có bị dính mắc với nó nữa. Thì cái đó là một cái khoảnh khắc mà giải thoát ra khỏi những cái sự dính mắc ở trong cái con mắt. Do đó với cái sắc cũng vậy, nếu mà người ấy có cái sự quan sát thì thấy nó cũng vậy, cái sắc đó nó cũng vô thường. Thì không có cái gì mà nó theo ý mình được hết. Nó bất tự nguyện cái dukkha
Thì cái ý nghĩa lớn rộng của nó là bất tự nguyện, rất là khổ. À, thì nó không có cái gì thuộc về mình. Thì khi mà người mà thường quán xét gì ba cái chân tướng này thì gì đó dễ đi tham từ bỏ, dễ nhàm chán. Thì đối với những cái người mà có cái tu tập á, thì họ cũng nhìn thấy đẹp đó, họ cũng nhìn thấy hay đó, nhưng mà họ cũng nhìn thấy được luôn cả cái sự mà thay đổi của nó, cái vô thường, cái chân tướng của nó, thì vì ấy không có chấp thủ giờ. À, thì có nhiều cách để không có cái sự chấp thủ. Một là cái quán xét về cái thực tướng, còn hai á là về có thể tu tập để nhìn thấy nó chỉ là một cái sắc thôi. Đó là một sự tu tập, ca nói là sự tu tập, chứ không có nghĩa là thấy là biết liền là nó là chỉ là sắc thôi. Nhưng mà đó là sự tu tập, có khi mình thích thì không thích. Nhưng mà cũng có cái nữa là đối với những cái bậc mà đã thấy pháp rồi, họ nhìn cái gì đó, họ cũng thấy được cái thực tướng của nó. Thực tướng của nó đó là cái thực tướng của vô thường, khổ, vô ngã. À, thấy cùng một lúc tôi không cần phải suy tư gì hết trơn rồi. Giống như bây giờ mình lớn rồi, mình nhìn đồ chơi của con nít á, thì mình nhìn nó mình biết mình chẳng có ham gì hết trơn á, mình ly tham nó rồi. Cái đồ chơi của con nít là mình đã ly tham rồi, mình đâu có ngồi mình chơi, mình xúc cát hay là mình đánh dây với tụi nó. Tụi nhỏ nhỏ thì nó thích thú trong đó, nó đòi, nó khóc, nó ôm, nó giữ, khi đánh lộn để nó giành được cái đó. Đối với mình người lớn mình nhìn cái đó mình thấy mình nhàm chán rồi, thì cái tức là mình đã giải thoát những cái kiểu chơi đó rồi đó. Thì sự giải thoát á nó là một cái mà từng cái pháp để giải thoát, mà khi mình giải thoát hết không có pháp nào mà làm cho mình vướng thì tức là giải thoát hoàn toàn. Còn mình giải thoát được cái nào là mình đảo được cái đó thôi. Dạ, thì cái đó là cái mà Đức Phật chỉ hết những cái cách thức để cho mình sống một cách an ổn, thoát khỏi khổ ách bằng cách là nhìn thấy cái thực tướng của nó, cái sự thật của nó như vậy. Thì đây là những cái pháp để mình hành. Thì mình đọc cái bài, mình đọc những cái câu mà trong cái sự giải thoát trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm nó làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bắt đầu nói nhiều ra những cái bậc mà gọi là đến thành tựu hoàn toàn. Còn mình thì chưa thành tựu hoàn toàn. Thế ra mình cũng biết cái cách giải thoát ra khỏi những cái phiền não. Thì mỗi người trong cuộc sống đều luôn luôn gặp những cái phiền não. Nhưng mà cái phiền não mà nó mà gọi là để trở thành một vấn đề á, thì nó hơi nặng. Mình ra đôi khi mình khó mà chống đỡ hay là mình khó mà vượt qua nếu mà thường xuyên mình không có giải thoát từng những cái pháp nhỏ. Cái pháp nhỏ nó lớn liên tục. Ví dụ như mình uống cà phê, mình thích không hôm nào có cà phê mình chịu nổi, thì mình giải thoát ra khỏi cái sự nghiện cà phê. Thì cái đó cũng giải thoát. Anh đã có cà phê cũng uống được, không có cũng không sao. À, thì cái người đó giải thoát từng cái chút gì. Ví dụ mình mất tiền, mất tiền thì mình giải thoát được là mình nghĩ là nó cũng vô thường. Thì khi mình mất ít thì mình cũng dễ vượt qua. Thì nếu mình từng lần mà mình giải thoát ra được thì tới chừng mất nhiều mình cũng thấy nó cũng bình thường, chứ không có bị cái cú sốc nặng là mình hoảng hốt lên. Hoặc là thí dụ như người thân mà mất đi, thì từ cái người thân mà mình chưa có thân gọi là mình thương quá, như thương con mình hay là thương vợ, thương con, thương chồng gì đó, thì mình cũng quán xét được cái sự vô thường, ai cũng phải chết. Thì mình thường quán xét như vậy. Từ khi mà chồng con thí dụ mà có chuyện gì đó thì mình cũng đỡ đi, hoặc là cái thân mình lúc nào tới chết thì mình cũng đỡ đi. Thì nhờ từng cái chút cái chút vậy, từng cái giọt nhỏ như vậy, cái thiện pháp nhỏ, cho đến lúc mà nó đầy đủ thì những cái pháp khác nó không có ảnh hưởng nữa. Thì đây là cái sự tu tập hàng ngày của mình. Mà tu tập này nó không phải là để mình được cái gì, mà để mình an ổn thoát khỏi cái những cái phiền trược khổ ích gì thôi. À, thì mình bỏ bớt nhiều, mình ly tham nhiều,
thì mình hạnh phúc nhiều thôi. Thì nó chỉ có đơn giản vậy thôi chứ cũng không có cái gì. Còn đạo quả cái này cái kia mình cũng không có cần quan tâm tới, tại vì cái gì nó đi tới thì nó tới, còn mình cầu mà mình không làm cũng không được. Thì vậy mình cứ làm theo cái sự cố gắng, đúng cái khả năng hoàn cảnh của mình. Mình phải có cố gắng chứ không phải là mình buồn luôn. Mình phải có sự cố gắng, tại vì cái nước mà chảy xuống thì nó lẹ, nó nhanh, dễ nữa. Nhưng mà khi mà đi ngược dòng thì nó hơi khó. Mình cũng phải có cái sự tinh thần cố gắng ở trong đó chứ không phải là không. Đó. Thì ở đây cái bài này là một cái sự, một cái pháp để Đức Phật dạy cho mình biết cái cách để mà mình vượt ra khỏi những cái khổ ảnh. Xà thấu qua cái bài đầu tiên á, thì Thế Tôn dạy là cái khổ của con người, cái khổ của một chúng sanh á, là do các căn trần tiếp xúc, những cái cảm thọ gì liên hệ đến dục thì phải đoạn tận. Thế Tôn là người đã đoạn tận. Thì bài này Thế Tôn dạy về cái sự chấp thủ cũng qua các căn à, thì đây chỉ nói cái căn thôi, nhưng mà cái căn thì nó không có chấp thủ gì hết, nó phải có cái ý. Thì mà khi nói con mắt là vô thường à, giảng vậy thì thiệt vô thường, thì nói toàn bộ đây là một con mắt có cái sự hoạt động, có cái thức hoạt động. Thì mình bình thường á, thì mình thấy mình đã hiểu như chị Duyên Nga trình bày á, tất cả cái thân mình đều là cái vô thường. Thì trên thân này có các căn này cũng vô thường. À, nhưng mà cái ý biết, chứ không phải các căn nó không có biết, nhưng mà cái ý này là một cái thức. Cái thức là tồn tại của một chúng sanh, nó là cái nghiệp dẫn. Thì cái ý thức này biết cái thân mạng mình sẽ vô thường, cũng như con mắt, lỗ mũi, tai, miệng, vân vân, thức duyên danh sắc xúc thọ. Thì mình phải biết rằng cái ý là cái sự tu tập làm sao mình thấy không có chấp thủ. Không chấp thủ tức là không phải là cái gì là mình bỏ hết, tức là một chúng sanh sống có cái thức do các căn nuôi dưỡng, cái thức này nó hoạt động. À, mình mới thấy biết được, để từ một người không biết thì chấp thủ nhiều, và khi mình biết được thì mình chấp thủ ít. Qua cái gì? Qua cái sự thấy lời Đức Phật dạy là vô thường khổ. Ở đây thì không có nói vô ngã, thì tại vì ở đây chỉ nói là vô thường khổ cho những người thấy được những cái về cái sắc pháp, sắc thân thân vị xúc pháp. Còn nói khi nó ngã là nói những cái pháp người này tu tập nhìn thấy đó, nhưng mà những cái pháp tu thuộc về vi tế sắc và sắc giới thì mới Thế Tôn mới đề cập tới ngã. Còn phần này đó là vô thường, có vô thường thì đương nhiên phải khổ, thì nó không có. Mình hiểu, mình biết được á, thì mình tu tập á. Đây là lý do để mình thấy rằng những cái này thông thường thì mình thấy rất là an vui hạnh phúc, nhưng mà nhìn kỹ chính cái an vui hạnh phúc này nên có cái thức tái sanh, thức trú trên cái phạm vi sự chấp thủ. Qua cái bài kinh của sáu xứ này đó, nói một cách rất là bình dị ngay trong cuộc sống của mình. Thì đây mình hãy để ý, tôi dẫn chứng từ từ những cái danh từ để sau này mình đúc kết qua hết cái phần này, nguyên cái toàn phẩm này để mình biết. Thì tới phần này thì Thế Tôn dạy liên hệ đến những cái danh từ, chẳng hạn như nhàm chán, nên bị ly tham. Sự nhàm chán và ly tham, đây là một cái chuỗi dài tu tập, thông thường mình bỏ qua.
Nhưng đây là một trong hai cái điều mà mình phải quán xét hàng ngày. Nếu không có nhàm chán thì không có ly tham được. Mà nếu mình nói ly tham mà không nhàm chán là cái đó mình phải xét lại. Những cái danh từ này rất là quan trọng. Thì trong bảy cái điều để quán sát tất cả những pháp tu tập đó, là vô thường, khổ, vô ngã, ly tham, nhàm chán, đoạn diệt, từ bỏ. Đó, thì qua cái bài kinh này mình sẽ thấy là vô thường, khổ, ly, nhàm chán, ly tham. Đó. Ở đây thì dùng chữ giải thoát. Thì trở lại bài kinh này đó, là đối với con mắt mình, đối với các căn, nói hơn nữa là cái thân xác, cái ngũ uẩn. Thì cái thức này đó là cái biết của mình qua các căn, mình không có chấp thủ. Mình sống luôn luôn có một cái thức, có nhận biết nhưng đừng có chấp thủ. Chính vì cái chấp thủ này đó là một cái nguy hiểm. Có cái sự tồn tại, đó là cái khổ. Như bài trên. Thì ở đây để mình biết được như vậy đó là Thế Tôn dạy qua tất cả những cái gì mình nhận thức được á, mình đừng có chấp thủ, đừng có nghĩ đó là vô thường. Khi mình nghĩ vô thường rồi đó, mình đừng có nghĩ đó là thường, nhưng mà khi mình biết vô thường rồi đó thì mình nhìn thấy tất cả những cái gì trên thân mình thì mình cũng đã biết rồi, tới từng nội thì mình biết cảnh vật cái ngoài thì mình thấy nó vô thường nhưng mà có cái khác mới. Cho nên mình phải cẩn thận, mình đừng có chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài. Thì Thế Tôn dạy rất là tỉ mỉ cái vô thường, cái khổ, nhàm chán cái gì, nhàm chán những cái cảm thọ, những cái dục, cái ái đó, rồi mình mới xuất ly, mình ly tham đó, xuất ly đó. Thì những cái danh từ này đó, nếu mà mình ly tham thì mình không có nhàm chán thì phải xét lại. Cho nên trong sự ly tham thì phải có cái sự nhàm chán. Đối với cái dục này thì tất cả những cái dục mình đang hưởng hàng ngày, tôi nói cái dục đây chứ chưa nói cái tham, thì cái dục này á, cái người tu tập thành tựu tới đâu, tôi nói xin lỗi là nói quý vị để ý, quý vị tu tập tới đâu thì có cái sự nhận hưởng cái dục tới đó. Nó cũng có kèm tới cái tham. Cho nên cái nhàm chán, nhàm chán cái dục đó, rồi thì mình mới có thể ly tham được. Còn không đó, thì mình không có nhàm chán thì mình sẽ thấy nó tăng trưởng cái dục đó. Tăng trưởng cái dục hay muốn nó tồn tại, nó là đang cái tham. Tóm lại trong cái bài kinh này, qua hai bài kinh này thì chọc dài cái thân này là khổ, khổ ách. Thì Thế Tôn mới dạy lần lượt vô thường, khổ, mà do cái cảm thọ mình là cái ái. Ái này nó phát sinh từ cái dục của các căn trần. Thì biết được như vậy đó, thì Thế Tôn dạy đó là mình phải nhàm chán, phải ly tham nó. Nhàm chán cái nắm bắt qua sự cảm thọ của các căn trần đối với cái thức. Thì mình nhàm chán cái dục, đừng để cho cái tham. Thì nếu mình thành tựu được như vậy thì cũng như chị Sinh Nga trình bày, mình lần lượt những cái pháp tùy theo cái mức độ tu tập mình hưởng thọ, hưởng những cái gì mà mình thấy trong cái đời sống hàng ngày. Thì khi mình quan sát thấy sự vô thường, khổ thì đương nhiên mình nhìn lại bản thân mình thì mình cảm thấy nó nhàm chán. Bây giờ quý vị nhìn thử cái bản thân của mình. Lúc còn trẻ thì quý vị sống rất nhiều, thọ hưởng rất nhiều. Bây giờ có nhiều cái có rất nhiều nhưng mà mình không có hưởng được. Nhưng mà lại mong muốn cái khác. Thành thử muốn ly tham á, thì phải nhàm chán đối với dục này. Thì mình tư duy, đây là những cái điều quan sát. Quý vị nào đọc trong cái bài luận á, tất cả là căn trần thức, ngũ uẩn, mười nơi cái sắc thân ái,
vân vân, toàn bộ cái tới sanh già lão tử đó, thì 12 nhân duyên mình cần phải quan sát những cái điều, 7 điều này là Thế Tôn dạy: vô thường, khổ, vô ngã, nhàm chán, hy tham, đoạn diệt, từ bỏ. Đó, nhất là cái danh từ nhàm chán, ly tham, mình nhàm chán cái dục thì mình mới có ly tham được. Đó, thì bài đây tôi nghĩ rằng tôi chỉ tóm tắt, bởi vì chị Sơn Nga trình bày cũng rõ, quý vị cũng biết, quý vị cũng đã thực hành. Tôi hiểu rằng quý vị thực hành rất nhiều, nhưng mà những điều tôi chia sẻ thêm đó là đây là những cái phần mà quý vị thấy hoan hỷ, có thể tiếp cận được, có thể làm được, thì đó là ý của tôi sách tấn thôi. Còn những cái điều tùy theo khả năng của tất cả các vị, thì tôi tạm dừng ở đây, mời quý vị đóng góp, mỗi người có thể khả năng nói ít 1-2 phút gì đó, rồi sau khi mình đó thì mình sẽ hoàn lễ. Rồi tuần tới mình sẽ tiếp tục thứ tự những cái bài kế tiếp trong cái phẩm này, thì tôi cũng đề nghị quý vị đọc từng bài để thấy cái bài này đang nói về cái phần gì, để mình thấy có cái sự cần tự, là tại vì một cái phẩm đúc kết 10 bài nói một cách có cái sự sắp xếp thứ tự để mình dễ hiểu. Đó, thì tôi dừng lại đây, xin mời quý vị đóng góp lên, hay là có những cái câu hỏi, dạ xin mời quý vị. Chị Sinh Nga có nói gì thêm nữa không thì mình hoàn lễ chị Sinh Nga. Thôi như vậy mình hoàn lễ nha. Dạ. Ủa nãy sao giờ là chị lại nói nhỏ xíu vậy? Rồi đó, tại chắc gì để gần cái tiếng nói gần thì nghe rõ hơn. Thôi giờ mình xin chắp tay hồi hướng, dạ, xin mời quý vị. Em cũng vẫn để chỗ cũ đó. Hồi nãy nghe lớn nha. Dạ. Dạ, xin mời quý vị cùng tôi chắp tay hồi hướng. Bồ Phật, chúng con cũng xin được phúc báo tu tập này về các chư thiên cõi trời, thiên nhân, thiên thần, chư pháp giáo hội, chúng con cùng được phúc báo. Chúng con cũng xin chia điều phúc báo tu tập này, các bạn tu tập tương lai, các bạn biết thuộc tâm hiện tại, thì hưởng phúc báo nhân thiên, phát sanh trí tuệ, đồng nhập phiền não. Chúng con cũng xin hồi phúc báo này với ông bà cha mẹ thân bằng biết thuộc, có dạng như là việc kiếp của chúng con, dù quả sanh cõi nào, con được hưởng báo nhân thiên, lâu vui hạnh phúc, chúng gặp học pháp tu tập, đồng nhập phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Cảm ơn anh chị. Dạ, xin chào.